Cái bối cảnh chia sẻ cây vú sữa nhá. Sữa bẹ dễ rất là đẹp này, dễ đánh dễ cẩu này. Cái này thoát 3 mét. Cây hạ thì phải. Bẹ nó cũng đẹp đấy mà. Bẹ vú sữa thì nó rất là đẹp. Già, anh 30 năm rồi phải anh? Ừ. Thời thành mè này 92. Cái này đánh dễ cẩu vào thì dễ. Thế nó thuận lợi chứ cây kia có khi còn khó khăn lắm. Cái này thoát 3 mét nhé, cả nhà nhé. U cục rồi đấy. Dạ? Có đẹp không ạ? Này vanh chỗ to nhất chỗ này mới là 101, nhưng vanh chỗ này 80. À, nó gần đây không ạ? Có tiện thì... Trên kia làm sao lôi lên đây được? Ờ, Bình ơi, Bình lên để chia sẻ cùng cái cây này luôn. Bình lên tắm đường này, cái để quay cây, lên tìm cái trứng ca đi. Để tiện thể chia sẻ, người ta mua cái công cẩu ông đánh nó xa này, nó phải thuê thợ lên này. Này còn thuê cẩu nó giá thành nó hạ đi không quá. Làm lấy vào đúng dịp lại nó cốt đổi gì nó cào phát gì thì làm mới to cái dưới đẹp không ạ? Đẹp, cái to trước. Dưới to nó u cục ơi, dưới to hay làm cái gì ạ? Anh là người gốc ở đâu anh? À đúng rồi, thế không có cái màu hương nào. Ừ, sữa này cũng được. À, bẹ đẹp. Công đánh công cẩu hết nhiều lắm. Quay kỹ cái bẹ nhỉ. Này cứ vành phát xung quanh thì cái lớp cây đi xem. Đánh là nó sống như đánh như ấy đâu. Sống thì nó làm gì nó có lấy cái cọc đâu. Cái cọc có không đáng kể. Sữa nha. Cái phần một thân to cao nó khoảng tầm 6 mét thôi. Được, cái này nó vừa tầm. Dễ cẩu. Cái trứng gà bãi kia phải không? Cao lắm, ừ. Xa lắm. Cái này cái hồng nhân hậu sao nhỉ? Đỏ mì. Hồng thạch chất á? Thạch chất làm sao ăn được? Hồng. Nhân hậu. Đỏ mà. Ừ, nhân hậu. Hà Tây độc hồng nhân hậu cách đây từ năm 96 mà. Cái mít kia của bác mít gì đấy? Mít này á? À. Cái xạ nghiến có bán không ạ? Vâng. Ôi, thầy cứ cảnh xin chào nhá.